cố Trung tướng Cao Hảo Hớn sinh ngày 10 tháng 10 năm 1926 tại gia đình Sài Gòn. Ông là người con thứ 6 trong gia đình có 13 anh chị em. Thân sinh ông là đốc phủ sứ Cao Văn Sử, người từng giữ nhiều chức vụ hành chính cao cấp và quan trọng tại miền Nam Việt Nam trước năm 1945. Ông theo học tại trường trung học Bê Trụ Ký có bằng Thạch Trung, đã tình nguyện vào quân đội, thụ huấn tại trường sĩ quan Viễn Đông do quân đội Pháp đào tạo vào năm 1947 tại Đà Lạt. Cùng theo học khóa này còn có các vị sĩ quan rất nổi tiếng như Đại tướng Nguyễn Khánh, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Dương Văn Đức, Trung tướng Trần Ngọc Tám, Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn. Năm 1949, với cấp bậc đại quý, ông là đại đội trưởng trong tiểu đoàn 1, tiểu đoàn đầu tiên của miền Nam Việt Nam do Thiếu tướng Trương Văn Sương chỉ huy. Năm 1950, ông theo học khóa bộ binh tại trường Comendan. Năm 1951, ông là chỉ huy trưởng trường quân sự Trung Chánh Gia Định. Năm 1952, với cấp bậc thiếu tá, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 21 bộ binh đồn trú tại Vĩnh Long. Năm 1954, thăng cấp trung tá và là trung đoàn trưởng trung đoàn 168, một trong các trung đoàn đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trú đóng tại Bến Cát, Bình Dương. Năm 1955, ông được bổ nhiệm chức vụ tiểu khu trưởng tiểu khu Đồng Nai Thượng, Đà Lạt. Sau đó kiêm nhiệm các chức vụ tư lệnh phó sư đoàn kinh chiến 15. Năm 1958, ông theo học khóa chỉ huy và tham mưu cao cấp tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Khi về nước, giữ chức trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1963, với cấp bậc đại tá, ông là tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh trú đóng tại Bạc Liêu. Tháng 5 năm 1964, vinh thăng chưởng tướng là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh tại Lai Khê, Bình Dương. Cuối năm 1964, đảm trách chức vụ chỉ huy trưởng trường sĩ quan trường bị Thủ Đức. Năm 1965, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh biệt khu 24 tại Pleiku và Kon Tum. Năm 1968, ông đảm trách chức vụ trung tâm trưởng trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham mưu và sau đó là tư lệnh phó chiến dịch Trần Hưng Đạo đã đánh bật hai cuộc tấn công của Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn. Năm 1970, với cấp bậc thiếu tướng, ông là trung tâm trưởng trung tâm điều học Bình Định và Phát triển Trung ương. Năm 1972, thăng cấp trung tướng và kiêm nhiệm chức vụ phụ tá quốc phòng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, ông được một người bạn Mỹ giúp sức thoát khỏi Việt Nam. Sau những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, ông đã về cõi Vĩnh Hằng vào lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 25 tháng 2 năm 2010, hưởng thọ 84 tuổi.